Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 19 cho đến 22 độ vĩ Bắc nối với cơn bão số 5 nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm về sáng trời rét. Do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh làm cho nền nhiệt độ chung toàn tỉnh giảm khá rõ rệt. Nhiệt độ đo được phổ biến tại khu vực vùng thấp của tỉnh từ 21 cho đến 23 độ và vùng đồi núi cao thì từ 18 cho đến 20 độ. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và mưa dông trên diện rộng trong những ngày qua làm tăng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi cao, ngập úng cục bộ tại khu vực trũng thấp. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác để giảm thiểu thiệt hại. Sau đây là dự báo chi tiết các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Vùng đồi núi cao nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Khu du lịch Sapa nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.